Không biết là hôm nay có đỡ nóng hơn chút nào hay không ạ? Dạ vâng, xin chào anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Ngày hôm nay miền Tây vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng cao điểm của mùa khô. Trong đó nóng nhất là thành phố Tân An, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc 35-36 độ. Còn tại Cần Thơ và các nơi còn lại, trời cũng khá nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều với mức nhiệt cao 33-34 độ. Không chỉ ở khu vực miền Tây Nam Bộ mà miền Đông trời cũng tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng. Thậm chí là mức độ nắng nóng ở đây còn gay gắt hơn. 36-37 độ như tại Biên Hòa, huyện Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Tây Ninh. Dự báo đợt nóng cao điểm lần này sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần tới như tại thành phố Cần Thơ. Có đến 5 trên 7 ngày là trời nắng nóng ở ngưỡng 35 độ. Thời gian nóng nhất mỗi ngày là từ 12 giờ đến 16 giờ. Trời nắng nóng nên là việc ngồi trên yên xe máy có thể dẫn đến bỏng là nỗi sợ hãi của nhiều người nếu chẳng may xe để ngoài nắng chỉ trong thời gian ngắn. Và để tránh tình trạng này thì quý vị có thể dùng tấm chắn nóng cho yên xe. Đơn giản hơn là dùng khăn ướt để hạ bớt nhiệt trước khi ngồi. Và tốt nhất là nên để xe trong bóng râm để giúp xe hoạt động tốt hơn. Trên thành phố đảo Phú Quốc thì không khí có phần dễ chịu hơn so với trên đất liền. Nhờ có gió biển thổi, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ không vượt quá 32 độ. Tàu thuyền ra vào đảo Phú Quốc cũng như khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo cũng khá thuận lợi. Chiều nay, trời có nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng không quá 1 m, an toàn cho các tàu thuyền hoạt động.